Sáng ngày 9 tháng 1 tại Hà Nội, Vietinbank, mã cổ phiếu CTG đã tổ chức hội nghị nhà đầu tư và chuyên gia phân tích. Ông Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank chủ trì hội nghị. Đại diện Vietinbank dự hội nghị còn có ông Trần Văn Tần, thành viên Hội đồng Quản trị, bà Phạm Thị Thanh Hoài, thành viên Hội đồng Quản trị, ông Hiroshi Yamaguchi, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc, bà Nguyễn Hồng Vân, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Tài chính và đại diện một số phòng ban trụ sở chính Vietinbank. Hội nghị thu hút sự quan tâm của hơn 50 đại diện từ các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ trong nước và nước ngoài, cùng các chuyên gia phân tích, các nhà đầu tư đang là cổ đông của CTG. Hội nghị đã cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô, hoạt động ngành ngân hàng và thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2019, kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Vietinbank. Là ngân hàng thương mại nhà nước lớn, có vai trò trụ cột và then chốt trong hệ thống ngân hàng và nền kinh tế đất nước, Vietinbank hiện có tổng tài sản trên 1,2 triệu tỷ đồng. Vốn điều lệ đến 31 tháng 12 năm 2019 đạt 37.234 tỷ đồng. Năm 2019, Vietinbank tăng trưởng tín dụng 7,2% so với cuối năm 2018. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 1,2%. Lợi nhuận riêng lẻ của Vietinbank đạt gần 11,5 nghìn tỷ đồng, tăng trên 26% so với kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao, tăng 83% so với năm 2018. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank Lê Đức Thọ tin tưởng, thông qua sự kiện này, những thông điệp về tình hình, kết quả hoạt động, định hướng chiến lược phát triển chính của Vietinbank được truyền đạt toàn diện, đầy đủ và kịp thời đến các nhà đầu tư và các chuyên gia phân tích. Qua đó, tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Vietinbank với các nhà đầu tư, chuyên gia phân tích trong nước và quốc tế. Đồng thời, lan tỏa đến các nhà đầu tư tiềm năng và khách hàng của Vietinbank những thông tin tích cực về hoạt động kinh doanh của Vietinbank trong thời gian qua. Đặc biệt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank đã giải đáp câu hỏi của các nhà đầu tư và chuyên gia phân tích về hoạt động kinh doanh của Vietinbank, đồng thời đưa ra những đánh giá về triển vọng phát triển của Vietinbank trong trung dài hạn. Hội nghị thể hiện cam kết của Vietinbank trong việc tăng cường hơn nữa tính minh bạch, góp phần xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và cởi mở về Vietinbank cũng như về cổ phiếu CTG. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.